nắm, nhưng lệch vài nhịp trái tim. Lời anh hứa mong mày làm sao, liệu còn giữ anh trong vòng tay của em được không? Đừng hẹn thề một mai rời xa sẽ không lưu luyến, chỉ cần ở hiện tại hai ta biết lắng nghe nhau nhiều hơn. Anh sẽ cố giữ em thật chặt, dù phải vượt gió băng qua ngàn mây, cũng phải cùng em cầm tay sánh đôi. Nắm chắc đôi bàn tay đừng rời xa nhau, hứa bên nhau một đời từ nay về sau. Và chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em. Dẫu cách xa nhìn chung mà ta vẫn nghĩ cho nhau, thì kẻ thức vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương. Còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau. Rồi sẽ